đã đến với kênh Tin Tức Showbiz. Chúc quý khán giả sẽ có những phút giây thư giãn thật tuyệt vời cùng với chúng tôi. Và đừng quên nhấn vào nút đăng ký bên dưới và chuông thông báo để được nhận những video mới nhất mỗi ngày quý vị nhé. Và bây giờ xin mời quý khán giả sẽ cùng đến với những tin tức showbiz nổi bật nhất trong ngày. Lộ bằng chứng hẹn hò của hậu Ngọc Hân với bạn trai, khẳng định chuẩn bị lên xe hoa. Mới đây, bạn trai Hoa hậu Ngọc Hân đăng tải bức ảnh thân thiết cùng bạn gái trên trang cá nhân mừng ngày Giáng sinh năm nay. Anh kèm lời nhắn "We wish you a Merry Christmas". Trong bức hình, cặp đôi xuất hiện với gương mặt rạng rỡ, diện trang phục lịch thiệp và rất đẹp đôi. Không những vậy, anh còn thoải mái gắn tên bạn gái Ngọc Hân vào trong bức ảnh. Bức ảnh thu hút sự chú ý và nhận được sự quan tâm của nhiều người. Trên trang cá nhân, bạn trai nàng hậu cũng để bức hình đại diện là ảnh đôi chụp chung cùng Ngọc Hân. Trước đó, có một số tin đồn về việc bạn trai cô đang công tác tại Bộ Ngoại giao và từng nhiều lần hợp tang với Hoa hậu. Cách đây vài ngày, mạng xã hội lan truyền hình ảnh Hoa hậu Ngọc Hân tình tứ bên bạn trai trong lễ dạm ngõ. Những hình ảnh này được đăng tải trên một tài khoản được cho là bố chồng tương lai của Ngọc Hân. Trong ảnh, Hoa hậu Việt Nam 2010 diện áo dài nhẹ nhàng, nền nã. Lễ dạm ngõ đã diễn ra từ hôm 23 tháng 11. Ngọc Hân vui vẻ xác nhận đã làm lễ dạm ngõ. Tuy nhiên, cô cho biết hiện tại vẫn chưa muốn chia sẻ về việc này. Những hình ảnh đó cũng chỉ là ở trên mạng, chưa phải chính tôi chia sẻ. Khi nào có thông tin chính thức, tôi sẽ sẵn sàng thông báo đến với tất cả mọi người. Trước đó, vào tháng 3 năm 2019, Ngọc Hân cũng từng vướng nghi vấn lên xe hoa khi đăng tải bức ảnh tựa vào vai một người đàn ông giấu mặt. Cách đây 2 năm, một bức ảnh giống ảnh cưới qua hậu Việt Nam 2010 bị lọt ra ngoài cũng đã khiến dân mạng xôn xao. Tuy nhiên, phía người đẹp phủ nhận. Dịp trước Tết Nguyên đán 2019, lần đầu tiên Ngọc Hân khoe anh bạn lâu năm làm tin đồn kết hôn rộ lên một lần nữa. Tháng 6 năm 2019, Ngọc Hân lại nhận được nhiều sự chú ý khi đăng tải hình ảnh không gian một bữa tiệc sang trọng được trang trí ngập hoa và bóng. Nàng hậu còn đặc biệt đánh dấu 22 tháng 6 năm 2019 vào một biểu tượng trái tim, khiến không chỉ người hâm mộ mà bạn bè, đồng nghiệp cũng xôn xao. Tuy vậy, mọi thông tin về đám cưới vẫn được Hoa hậu tuyệt đối giữ bí mật. Xin chân thành cảm ơn quý vị và các bạn đã theo dõi video. Hãy nhấn vào nút đăng ký bên dưới để theo dõi những video mới nhất được cập nhật mỗi ngày quý vị nhé.